một ngôi làng ở Hà Lan mà xe hơi không đi được. Khách du lịch chắc là quá quen thuộc với địa điểm này rồi. Đây là làng Hoorn, có người gọi là làng cổ tích, cũng có người gọi là Venice của Hà Lan. Nếu đi bằng xe hơi tới đây thì mình phải tạm biệt chiếc xe hơi ở bên ngoài và đi bộ vào bên trong làng. Một cách nữa để di chuyển trong làng là mọi người sẽ thuê tàu. Đây là một chiếc thuyền có cái tên rất là dễ thương, Whisper Boat, hay dịch ra tiếng Việt là thuyền thì thầm. Chiếc thuyền này chạy bằng điện, do động cơ phát ra tiếng động rất là nhỏ, cho nên mới có cái tên là thuyền thì thầm. Dễ thương quá ha mọi người. Ngoài thuyền thì thầm ra thì mọi người có thể thuê tàu lớn cho đoàn khách du lịch, hoặc là thuê thuyền kayak cho hai người, có cả súp nữa. Và lý do ngôi làng Hoorn có hệ thống kênh rạch dày đặc là vì làng nằm trên một vùng đất giàu than bùn. Ngày xưa khi hoạt động khai thác than bùn phổ biến, để vận chuyển than bùn thì người ta phải đào mương và kênh rạch, tạo nên cấu trúc điển hình của làng. Ngày nay làng Hoorn là địa điểm du lịch nổi tiếng, đón hơn 1 triệu khách du lịch mỗi năm. À, trị giá một căn nhà view sông nước ở Hoorn là khoảng 500.000 tới hơn 1 triệu euro, tức là khoảng 13 tới 25 tỷ Việt Nam đồng á. Có bạn nào muốn mua một căn để nghỉ dưỡng không nè? Bye bye.